Hải âm thanh bãi xin chào tất cả các bác nhá, chào tất cả anh em. Hôm nay em lên video là ngày giới thiệu với các bác và anh em một quân lọc thương hiệu của Mỹ này. Em này rất khủng nha, em này nó là model nó là SS412X nha, đây là quả lồng ADC nha. Dòng ADC này thì nói chung là chất âm thì quá sạch sẽ và ngọt ngào rồi. Mấy em này nó thuộc dòng em khủng nhá. Đèn u của em nó là này, nó lớn thế này. Đèn này. Rất là rộng nhá. Em này mà nghe nhạc này kết hợp karaoke thì thôi khỏi phải bàn nữa rồi. Ví dụ các bác là em lọc ADC SS412X nhé. Muốn vế là 10 cần gạc này cho một một kênh nhỉ. Hai kênh là 20 cần gạc nhé. Em của nó là giải tần của nó từ 16 kHz mà đến 31.5 kHz nhé. Con này nó cắt giải rất sâu. Nhìn nháy mưa rơi rất đẹp mà rộng. Nó dòng ADC thì nó quá nổi tiếng rồi. Đây là phần nguyên nhân. Đây, bà em nói như thế này. Em này có thể là các bác đang làm dè luôn nhé. Không cho tiếng tụi nuôi nhờ. Đấy. Đấy, từng vế một này. Sống của hai quả bên nhạc này, đây có cái đèn muốn chỉnh cao chỉnh thấp này, mất đèn luôn này, đèn nó lên rất đẹp nha, rất nhiều của nguyên tê. Qua quay các bác nghe thấy nên nó thấy rõ. Đấy. Đấy. Không qua quay là nó mất đèn của đầu cần của cần gạt đấy nhá. Ấn quay mà tiếng nó lên nhưng em này nó là ADC này là của Mỹ nhá, nhưng mà sản xuất tại Nhật Bản, điện 100V. Size của em này nó rộng, nó size là 43.5 nhá. Đấy, cao 12. Sâu nó khoảng tầm 30. Đấy. Đây này, em này của nó này quá là chất rồi, em này nó là thị trường, giá thị trường nó cao lắm này. Nhiều các shop đang bán nghe mày lên đến 12 triệu nha. Anh em các bác cứ tham khảo nha. Model này nó là model này nó đời cao chất lót rồi. Mà em giới thiệu với các bác là em lọc này thì em xin được bán giá công khai. Anh em nào nhanh tay alo trực tiếp cho em. Hàng thì bao đẹp bao zin. Đẹp xuất sắc luôn nhá, mặt mũi là không có một vết chảy vết cấn gì nhá, nó cạnh đẹp. Đấy. Giá công khai em bán cho các bác là 8.500.000 đồng. Đấy. Bác nào nhanh tay thì sở hữu em lọc này nhá, chậm tay chắc không còn đâu. Đây, số điện thoại của em này. Em này hàng rất là hiếm nhá, không phải lúc nào cũng có hàng nhá. Lâu nay em mày về được em khủng mệt không? Cái đèn này đèn màu xanh, hiện đây em quay nó sáng này nó ra màu trắng, của nó đèn màu xanh đẹp lắm. Có
bác và anh em nào là ngày quan tâm đến em Lộc thì ADC này SS1412X này này là alo trực tiếp cho anh nhé. Giá thì em đã công khai trên video này rồi, nên là các bác là tham khảo mà chung kết thì là alo trực tiếp cho em. Này thì cũng có đang đúng một trưng bày rất đẹp đấy, nghe thì chất âm dòng Lộc Mỹ thì khỏi về bàn rồi. Vâng, thôi em xin dừng video lại đây. Chào tất cả các bác và anh em nhé. Anh em nào quan tâm thì alo trực tiếp sớm nhé. Hẹn gặp lại các bác video tiếp theo.